Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay mời các vị lắng nghe phẩm Như Lai Tánh thứ 12 trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Để đi vào giáo nghĩa này, thiết nghĩ chúng ta cần chiêm nghiệm một chút về toàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Thế Tôn nói mạng người như suối nhỏ đầu non. Chúng ta hình dung xem mạng của chúng ta mong manh như nước của con suối nhỏ trên đầu non. Chỉ cần một cơn nắng hạn thì nước ấy sẽ bốc hơi và suối ấy trở thành thành suối khô cạn. Mạng sống của chúng ta cũng vậy, sẽ rất nhanh chóng bị chấm dứt bởi cơn vô thường. Không biết chúng ta lìa đời từ lúc nào. Vì vậy cho nên cầu học đạo giống như cứu lửa cháy đồng, chứ không thể lơ là. Mà Tổ cũng nói cẩn thận cơn vô thường chớ buông lung. Vô thường tấn tốc. Do vậy cho nên chúng ta phát tâm khởi ý nghĩ cầu giải thoát nhanh chóng, giống như là người bị nhà lửa tam giới vây hãm. Hãy nhanh chóng chạy ra khỏi nơi nguy khốc đó đến chỗ an toàn. Thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tâm của chúng ta nên đặt ở vị trí nào? Chúng ta hãy nên đặt tâm mình có khô cằn như một đỉnh núi đầu non, thì chúng ta cũng nên đặt cái tâm mình vào cái vị trí mà có gì? Có những trận mưa tầm tã, có những trận mưa ngày đêm không ngừng nghỉ. Đó là vị trí khôn ngoan của chúng ta, phải không? Và vì sao như vậy? Bởi vì chỉ có đặt mình vào ở trong những trận mưa như vậy, trận đại pháp vũ như vậy, thì lúc bây giờ nước ấy nó mới dâng tràn lên, lấp đầy cả suối nhỏ, lấp đầy cả sông nhỏ, lấp đầy cả sông lớn và tràn lấp cả đại dương bao la. Cũng như thế, chúng ta đứng ở vị trí khô cằn sỏi đá trong sanh tử luân hồi, nhưng chúng ta muốn đến với biển cả Như Lai Tạng. Biển cả Như Lai Tạng tánh thì chúng ta phải đặt mình vào đúng vị trí. Nếu không, chúng ta không có cơ sở nào để đến với vị trí đó. Và trở lại vấn đề cuộc sống thiết thực ngày hôm nay. Chúng ta ở tại Mỹ quốc này, một nền Phật giáo non trẻ, thế hệ thứ nhất đến với đất nước này là đến vì sự sinh tồn. Chúng ta không tồn tại nổi trên quê hương, chúng ta không tồn tại bởi nền kinh tế và tư tưởng chính trị. Rồi thế hệ thứ hai là thế hệ tìm cuộc sống phát triển. Có đúng vậy không thưa quý vị? Và đời sống của chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng những cảm thọ giải thoát tinh thần. Chúng ta biết ơn tổ đức
đã truyền bá Phật giáo tại Việt Nam từ những ngày sơ khai, mà biểu tượng đầu tiên ấy chính là Tổ Tỳ Ni Đa Đu Chi, là vị sơ tổ Việt Nam mang ánh sáng Phật Pháp từ Ấn Độ đến tại Việt Nam bằng con đường biển. Và dĩ nhiên người Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ có nền tín ngưỡng dân gian riêng của mình. Họ gặp đạo Phật, họ thấy kỳ lạ quá. Họ không có biết đạo Phật là gì. Họ cứ hỏi mãi Phật là gì. Bởi vậy cho nên tổ chúng ta mới phương tiện nói rằng Phật là mây, là mưa, là sấm, là chớp, khai sáng ra dòng thiền, dòng thiền tứ gì? Dòng thiền tứ pháp. Rồi nhiều thế hệ tăng ni tiếp nối và Phật pháp được tưới tẩm. Tưới tẩm tới mấy ngàn năm, không phải một ngày, một thế hệ. Để khi chúng ta có mặt trong cuộc đời, chúng ta trở thành một người Phật tử, chúng ta đến với đạo với nhiều hình thức khác nhau. Bạn bè rủ rê, hoàn cảnh đưa đẩy, hoặc tự tâm nhận thức phát nguyện. Nhưng tất cả chúng ta không có một môi trường Phật pháp được nuôi dưỡng, được truyền bá, được giữ gìn mấy ngàn năm, thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để mà tiếp cận được. Rồi chúng ta lại mang ở trong mình dòng máu của Phật pháp mấy ngàn năm ấy đến tại đất nước, môi trường chính của họ là Thiên Chúa và Tin Lành. Thiên Chúa và Tin Lành hình thành một cái quyển kinh thánh của họ, ảnh hưởng sâu sắc ở trong tâm tư của tất cả mọi người tại cái quốc độ này. Một biểu tượng không thể phủ nhận ảnh hưởng này ấy chính là Tổng thống tuyên thệ nhậm chức đặt cánh tay trên quyển kinh thánh. Điều đó có rõ không? Tại sao người ta không đặt trên quyển kinh Phật mà người ta đặt trên quyển kinh thánh? Kinh Phật cũng là một chân lý, hành Bồ Tát đạo cũng là một chân lý. Cho nên chúng ta hiểu văn hóa của họ đã hình thành sâu đậm ở trong sinh hoạt của họ. Vậy thì trên nền tảng đó, ở trên cơ sở đó, chúng ta nghĩ như thế nào về sinh hoạt Phật pháp của chúng ta trong hiện tại? Là một nền Phật giáo non trẻ ở giữa một cái bối cảnh đó là sinh hoạt tôn giáo Thiên Chúa Tin Lành in đậm trong tâm của mọi người. Và giờ đây ở giữa một môi trường như vậy, chúng ta thắp sáng chân lý Phật Đà lên đâu có dễ dàng. Ngoài cuộc sống, ngoài sự phát triển, ngoài sự chi phối nhiều mặt khác nhau ở hiện tại cũng như ở quê hương Việt Nam, nếu như chúng ta nhìn một bức tranh rộng rãi như vậy, chúng ta sẽ thấy trong tư tưởng của mình bị chi phối rất nhiều thứ khác nhau. Và mỗi ngôi chùa đều có những lý do đặc biệt để nó được ra đời và tồn tại. Nhưng hãy nhìn xem, mỗi ngôi chùa đều có một phương thức tu tập khác nhau, cách thức sinh hoạt khác nhau. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem kỹ hơn là một cái trận mưa rào làm sao đủ chống lại nắng hạn gay gắt. Một trận mưa rào vừa có chút xíu nước xuống, nắng hạn gay gắt kia nó biến mặt đất đó trở nên khô cằn rạn nứt. Chỉ có Đại Pháp Vũ, mưa tầm tã ngày đêm, cho dòng nắng cỡ nào đi nữa cũng không thể bốc hơi được. Đúng vậy không quý vị? Hãy nhìn những cái hình ảnh như vậy để chúng ta biết mình nên sinh hoạt như thế nào. Tổ chức một chương trình gần như có sự rời rạc nhau, nhưng người tổ chức được có lý do của nó.
Một tuần chúng ta có 15 bài bài pháp. 15 bài. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Trong chương trình diễn Phật học, chúng ta có 12 bài. Đúng vậy không ạ? Rồi Chủ nhật chúng ta có một bài. Bát Quan Trai chúng ta có một bài. Là mấy rồi? 14. Bát Đại Nhà Kinh Đại Bát Niết Bàn này trên TV chúng ta có một bài. Là 15. Ngoài ra chúng ta còn được bổ sung một bài nữa. Đó là bài Vấn Đáp Phật Pháp. Để có những điều nào các vị nghi hoặc thắc mắc ở trong suốt 14, 15 bài đó, có cơ hội để chia sẻ. Nếu như không có chia sẻ được thì các vị tiếp nhận một cái giáo nghĩa mới, một giáo nghĩa được ôn lại. Đó là Kinh Tương Ương Bộ. Như vậy thì thưa quý vị, 15 bài chính thức và một bài bổ sung. Nếu như chúng ta đem sức ảnh hưởng của pháp vũ như vậy, những trận mưa như vậy, so sánh với tất cả những cái đạo tràng, chùa chiền, tu viện ở trên Phật giáo toàn nước Mỹ này, chúng ta xem có nơi nào có sức ảnh hưởng mạnh, có sức chuyển hóa mạnh, có cái sự tinh tấn hơn đó không? Chúng ta hãy dùng hiểu biết khách quan của mình để tự mình nhận định. Nhưng thưa các vị rằng bản thân của thầy làm đến đó là hết sức rồi. Cá nhân của một con người không thể làm hơn nổi nữa. Nếu như ai làm hơn nổi nữa thì đó là cái điều đáng quý, đáng mừng cho Phật Pháp. Nhưng cá nhân thầy Huyền Châu này đến đó là đã tận lực trong Phật Pháp. Ngoài ra định hướng của nó còn xây dựng một trường đại học. Tất nhiên trường đại học này không thể là một cái chương trình thuần túy như là 15 bài pháp vũ này. Cho nên nó cũng không được xét vào thuần túy của Phật học, mà nó xét vào yếu tố học thuật mang tính là tổ chức khoa học của quốc tế. Chúng ta phải chấp nhận nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có thể dạy ra một vị tuyên úy, mà một vị tuyên úy gặp phải giáo dân Tin Lành, người này không thể nào không biết giáo nghĩa của Tin Lành. Như vậy thì không thể nào một tuyên úy chỉ đi kiếm Phật tử để cầu nguyện. Cho nên buộc chúng ta phải dạy tất cả mỗi loại luận lý. Và tất nhiên nó không thể sâu sắc bằng chuyên khoa Phật học. Chúng ta hiểu không hả? Nói vậy đúng không? Vì vậy cho nên chúng ta biết là chúng ta đang ở trong một cái môi trường thật là sung túc, Phật Pháp thật là dồi dào. Liệu chúng ta có phát tâm dũng mãnh đặt mình vào ở trong trận mưa tầm tã đó hay không? Có kiên cố, có giữ mình ở trong đó hay không? Hay là chúng ta đối kháng trong đó? Hoặc là chúng ta cảm thọ một phần thôi, còn những phần khác là vô vị? Hoặc giả chúng ta bất bình một phần nào trong đó, chúng ta đem cái bất bình đó so sánh với cảm thọ thích thú ở một chương trình khác, rồi chúng ta tự đối kháng trong đó. Chúng ta cứ nhìn theo nhiều cách như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là mình thiếu nhãn quan trong sáng. Một người thiếu nhãn quan trong sáng, cho dù họ thành tựu bất cứ phương diện nào thì chỉ có sự thành tựu nhỏ nhoi, chứ không bao giờ đạt đến chỗ vô ngã niết bàn. Mà không đạt đến chỗ vô ngã niết bàn thì không bao giờ chúng ta có thể thở nhập được tự tánh thanh tịnh của Như Lai Tạng. Và người như vậy không bao giờ có thể thở nhập cho được Đại Bát Niết Bàn là gì. Và người ấy tất nhiên phải còn trôi lên nhiều kiếp trong luân hồi. Đó là những gì thầy muốn chia sẻ đầu tiên để chúng ta học giáo nghĩa Như Lai Tạng ngày hôm nay. Mời các vị lắng nghe. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, 25 cõi có nghĩa cùng chăng? 25 cõi này chúng ta có thể gọi là 25 hữu.
25 cõi gọi là 25 hữu. Chữ này các vị thơ tra từng điển hơn một chút, không không nên đỡ thầy làm nhiều quá. Chẳng hạn thấp nhất là từ từ địa ngục phải không? À, lên tới cõi trời hữu định, trong ba cõi nơi đó có 25 cái trạng thái tồn tại của nhiều hữu tình khác nhau mà chúng ta gọi là 25 hữu. Chẳng hạn như sơ thiền, chẳng hạn hữu trong sơ thiền như thế nào? À, sự tồn tại nó như thế nào? Chúng ta tìm hiểu 25 trạng thái đó gọi là 25 hữu. Hay nói cách khác, tất cả hữu tình ở trong 25 cõi quốc này có ngã hay không? Có ngã hay không? Có những đoạn kinh ở trong Tăng Chi Bộ, xin lỗi, trong Tương Ương Bộ, thầy cũng hơi ngạc nhiên là bởi vì mình thường quán chiếu dạng vật vô thường, ngủ ấm vô ngã, ngủ uống vô ngã, nhưng tại sao Thế Tôn nói chớ làm hại tự ngã? Như vậy ý chữ tự ngã đó có nghĩa là gì? Các vị đọc những câu kinh như vậy thắc mắc. Con người mà có tự ngã thì nó trở thành một bản ngã cố hữu. Bản ngã cố hữu nó sẽ chịu sự tác động khủng khiếp của gì? Của kiếp sống bênh hoại thế gian, chết đây sanh kia, sanh lão bệnh tử, làm sao chúng ta an vui được? Cho nên phải trừ bỏ tự ngã chấp hữu này xuống thì mới có thể đến với niết bàn tịch diệt. Vậy tại sao Thế Tôn nói chớ làm hại tự ngã? Chúng ta thấy lời Phật có vẻ mâu thuẫn, hay là sự kiết tập mâu thuẫn, hay là do khả năng hiểu của chúng ta chưa được viên mãn. Đó. Phật dạy rằng này thiện nam tử, ngã tức là nghĩa Như Lai tạng. Đến đây chúng ta mới thấy rõ chớ làm hại tự ngã tức là chớ làm hại Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là nghĩa của ngã. Cho nên tự ngã đây được hiểu chính là Phật tánh. Chúng ta nổi một cơn giận, cơn hờn lên, tức là ở trong hư không trong lặng này tự nhiên duyên khởi ra một áng mây đen, một áng mây mù che lấp sự chiếu soi trong lặng của hư không. Như vậy chẳng khác nào tự làm cho tâm của mình trở nên bị tối tăm, làm cho nó bị che lấp bởi điên đảo, bởi vọng tưởng. Như vậy có phải rằng là mình là gì? Mình làm hại tự ngã của mình hay không? Mình đang sống ở kiếp người đầy đủ phước báo thế này, mình khởi tâm gia hành khiến cho hữu tình khổ đau, mà nhân gia hành quả dị thục, đó là địa ngục. Sau khi nhân gia hành chín mùi, tức là thọ mạng chúng ta đã không còn nữa, và cái nhân đó nó chín mùi, thì cái quả tiếp theo dẫn sinh mình vào trong địa ngục. Bởi vì chỉ có địa ngục là một môi trường thống khổ khốc liệt để chúng ta thọ nhận cái quả báo tương ứng với những gì mình tạo ra. Những chân lý như vậy rất rõ ràng, rất rõ ràng phải không? Nhưng tại sao chúng ta lại thường làm hại mình? Hại người ta tức là đang hại mình. Bởi vì làm cho người ta khổ đau, nhân đau khổ ấy, bản thân mình phải gì? Phải chuốc lấy cái quả khổ ở trong địa ngục. Chúng ta hãy tác ý trong chân lý. Một người học trò đệ tử có xu hướng không có nghe lời thầy mình, thầy mình sẽ tìm cách là gì? Tìm cái cách là thuyết phục, thậm chí áp lực để cho người học trò phải đi lên con đường chánh đạo. Ở trong trạng thái đó, người học trò có dùng dần, có phiền não không?
Đó, đúng không thầy? Như vậy thì chúng ta ứng dụng, tôi nói rằng thầy làm cho con đau khổ thầy sẽ bị vô địa ngục, có đúng không? À, phải hiểu trong chánh lý, trong chánh lý tức là vì tham, vì sân, vì si mà tạo cho người khác đau khổ, lúc đó nhân nó mới chiêu cảm vào trong địa ngục. Chứ còn vì tình thương, vì vô tham, vô sân và vô si, nhân đó là nhân giải thoát chứ không phải vô địa ngục. Cho nên lý phải hiểu tận cùng, không nên diễn đạt theo hiện tượng. Hiện tượng nhìn tướng chừng như giống nhau, nhưng mà suy cho cùng trong tự tâm thì mới thấy tự tâm phát khởi là tịnh hay là không tịnh. Nơi đó nó mới có cái quả đọa, bởi vì nhân sinh ra từ tâm và tâm ấy dẫn chúng ta chiêu cảm quả báo tương xứng. Như vậy thì ở đây chúng ta hại người do tham, do sân và do si, và hại thành công, cứ ngỡ rằng mình đã làm được, nhưng không ngờ rằng chính lúc ấy mình đã tự hại mình. Bồ Tát làm lợi cho tất cả hữu tình, Bồ Tát chuốc lấy vô số nhọc nhằn, nhưng Bồ Tát lại say sưa thích làm. Hay nói cách khác, làm lợi cho người không lợi cho mình vẫn thích làm, còn chúng ta thì làm hại cho người tự hại cho mình vẫn cứ thích làm. Điều đó là vì sao? Vô minh, chỉ dùng chữ vô minh thôi, không có còn dùng chữ gì khác, phải vậy không ạ? Nhận thức thì điên đảo mà gốc rễ của nó là vô minh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy kinh nói rằng nghĩa của ngã như vậy, từ nơi nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được. Đến đây chúng ta đã thấy rõ tự tánh thanh tịnh như bầu trời trong lành, mỗi cái cảm thọ phiền não như là một áng mây phủ lên trên đó và phủ lấp che đậy đầy dẫy, cho nên chúng ta sống ở trong sự tối tăm điên đảo, làm cho tự tánh thanh tịnh, làm cho Phật tánh kia không thể soi chiếu, không thể phát ra ánh sáng. Tấm gương nó luôn là sáng ngời, nhưng bụi mù che lấp trên tấm gương làm mất tác dụng soi sáng của nó. Như vậy việc của chúng ta là gì? Leo chùi cái bụi đó. Leo chùi cũng có phương pháp. Ít nhất chúng ta di chuyển tới cái chỗ bớt có bụi mù đi mà lâu. Còn chúng ta cứ đứng ở giữa cái môi trường mà bụi tích mù, chúng ta quẹt một cái một ngày, quẹt một cái thôi, thì cái thời gian mình leo nó quá ít, mà cái thời gian phủ lấp lên nhiều hơn, thì làm sao mà tấm gương này sáng được, phải không? Đạo lý đơn giản như vậy, nhưng chúng ta hành động thật là khó khăn, thật khó khăn. Đại đa số chúng ta hành động theo sự chi phối dẫn dắt của nghiệp. Nghiệp thọ chúng ta thích như vậy thì chúng ta cứ hành động theo cách đó. Nói thì chúng ta nói được, nghĩ chúng ta nghĩ được, nhận thức về những gì xung quanh hay là chuyện của người khác chúng ta nhận thức rất là tốt. Nhưng mà bản thân chúng ta thực hiện ở trong đó, mình làm không nổi. Mà nếu như có làm thì mình bị dẫn theo nghiệp. Nghiệp nó dẫn mình. Bây giờ đây chúng ta ngừng lại, rồi chúng ta thắp cái đèn tối xuống, rồi chúng ta dùng chút rượu nho mở nhạc lên nhảy đùng đùng, chúng ta không thể làm nổi, phải không? Đó. Nhưng mà thấy bữa hôm qua, thấy tối qua, thấy mấy người Mexico họ thích thú vô cùng, họ mở nhạc đùng đùng, thấy họ nháy gì, thầy đứng là nhìn không biết nháy tại sao, nháy chi vậy. Nó nhìn ủa sao nó cứ nháy tới nháy lui, với làm cái gì cứ cái nhạc đùng cái nó nháy lên. Nó lão phải không? Mình không hiểu tại sao nó nháy.
Nó nhảy rồi, sao nó nhảy mấy giờ đồng hồ rồi nó ngồi nó thở. Hả? Văn hóa là tập quán của hữu tình. Và nó nhảy như vậy rõ ràng là nó bị cái nghiệp cuốn theo, cái nghiệp dẫn dắt, cái nghiệp đó, nó cái tâm của nó, cái thức của nó ăn cái món đó. Cho nên nó đắm, nó say trong đó. Thành ra nó thấy nó không có mệt. Bây giờ mình làm như nó chắc chết. Phải không hả? Mình không thể chịu nổi. Phải chắc chắn rằng là mình sẽ có cái cảm thọ là phiền, là mệt, là khổ. Chứ sẽ không có cái cảm thọ là an, là thích thú trong đó. Đúng vậy không hả? Như vậy thì cũng con người bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà cái thức nó tụ như thế nào, trong tâm nó như thế nào, mà người này lại vui, người kia lại không vui. Đây là thế giới điên đảo. Nhưng chúng ta tu tập thực ra mà nói cũng đang là điên đảo. Bởi vì tự tánh vốn xưa nay thường hành, thì làm sao mà mình tu cho ra được. Giờ có trở về đi nữa thì đó cũng là hành động lạc lối, tự trở về thôi, chứ tự tánh nó chưa bao giờ thay đổi. Thành nói là mình tu cho nó thành tựu tự tánh thì không có. Chỉ có tu là trở về để nhìn ra tự tánh mà thôi. Hay nhìn ra được chân diện mục, nhìn ra được cái gương mặt thật sự của mình mà thôi. Vậy mà các người nói con không thích cái tánh con vậy đó thầy. Cái tánh mình là tánh Phật chứ đâu phải tánh như vậy. Đâu phải là tánh ăn to nói lớn, cũng không phải là cái tánh nóng, hay là cái tánh hay buồn hay giận hay hờn. Cái đó là cái phàm phu nên bỏ đi, chứ không phải tánh. Tánh mình là tánh giải thoát, là tánh thanh tịnh, là tánh Phật. Hễ mà mình thấy mình chưa có cái tánh thanh tịnh đó, là mình biết là mình đã từng tập tánh phàm phu trong nhiều kiếp. Thì hôm nay mình tập được thì mình phát tâm bỏ xuống. Giống như là đầu tiên ăn ớt cũng phải tập, bây giờ bỏ xuống nó cũng hơi nhớ nhớ, nhưng mà bỏ được nó cũng quen thôi. Có đúng vậy không? Nhưng mà không phải cứ ngồi đó bỏ không, chúng ta tập tánh mới. Đó là phạm hạnh được chỉ dạy ở trong kinh tạng. Chúng ta tập như vậy, tập mỗi ngày mỗi ngày. Phải tập, còn ngồi miêu tả, nối lên kết quả thì cũng không có được. Câu chuyện vấn đáp Phật Pháp ở trong Tăng Chi Bộ rất là hay. Chư thiên nối sân khởi binh đánh lên trời Tam Thập Tam. Đế Thích vua trời Tam Thập Tam sai một vị tướng quân khởi binh đánh chặn. Vị tướng quân này không có muốn làm. Thành ra Đế Thích mới nói, một người không muốn làm gì hết, như vậy chân lý tối thượng là gì? Anh ta còn nói ngàn, nói càng. Dạ thì nếu như tôi không làm gì cả thì chân lý tối thượng của tôi là gì? Nôm la là như thế. Đế Thích mới nói, không làm gì cả thì sẽ không tái sanh, mà không tái sanh thì đó chính là chân lý niết bàn. Thì vậy hãy đứng lên đi thực hiện chân lý niết bàn đi. Có phải vậy không hả? Hay nói cách khác rằng bất cứ phương diện nào chúng ta cũng phải tinh tấn siêng năng. Làm cái gì cũng phải nỗ lực siêng năng. Làm tướng cũng phải siêng năng trong đạo làm tướng. Học Phật Pháp cũng siêng năng ở trong cái nguyên lý của người đi học. Rồi chúng ta bây giờ có muốn giải thoát cũng phải siêng năng trong sự giải thoát. Chứ không có chuyện rằng làm biến mà thành công. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta xác định hãy nhanh chóng trở về với tự tánh thanh tịnh của mình thì phải siêng năng. Siêng năng làm những gì cho tịnh tánh, cái tự tánh càng ngày càng trong sáng, và siêng năng chặn đứng những gì làm cho tự tánh trở nên che lấp vẩn đục. Ở đây chúng ta thấy kinh mô tả như sau. Như cô gái nghèo ở trong nhà có nhiều kho tàng vàng rồng, tất cả người nhà không ai biết. Một hôm có người khách lạ khéo biết phương tiện bảo cô gái nghèo, nay tôi thuê cô dọn cỏ rác cho tôi. Cô gái liền đáp, nếu ông có thể chỉ cho kho vàng cho tôi, rồi tôi sẽ
dọn cỏ rác cho ông. Người khách nói, tôi biết cách thức, có thể chỉ kho vàng cho cô. Cô gái nói rằng, tất cả người trong nhà tôi còn chẳng biết được, huống là ông mà có thể biết. Người khách lại nói, nay tôi có thể biết chắc chắn. Cô gái nói, tôi muốn gấp thấy, ông nên chỉ cho tôi. Người khách liền ở trong nhà cô đào được kho vàng ròng. Cô gái thấy kho vàng, lòng rất vui mừng, ngạc nhiên lạ lùng, kính trọng người khách. Chúng ta thấy câu chuyện rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mô tả lên đạo lý gì? Nó mô tả lên đạo lý gì? Làm sao có trường hợp một cô gái ở trong nhà nghèo khổ đối khác, trong khi ngôi nhà ấy là chứa cả một kho vàng, một hầm vàng mà không biết cách đào lên. Phải đi gì? Đi cào cỏ, đổi lấy ngày công kiếm sống. Và một người trí biết rằng ở trong nhà đó có kho vàng, nhưng cô gái này không có tin, với lý do rằng tất cả họ hàng trong nhà tôi không ai biết, ông ở ngoài làm sao biết. Và lúc bây giờ người khách này bèn đào lên cho thấy rõ. Như vậy thì thưa quý vị, câu chuyện đó mô tả những gì? Này thiện nam tử, Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được, khác nào cô gái nghèo có kho vàng mà chẳng biết. Đó là một ví dụ rất rõ. Chúng ta như gã cùng tử lang thang đi tìm một cái món ăn rất tầm thường ở trên mặt đất này, trong khi gã cùng tử ấy có cái viên ngọc như ý cột trong chéo áo mà chưa từng hay biết. Chúng ta so sánh một thái tử Tất Đạt Đa, nếu như có thể trở thành một vị vua lừng danh trong thiên hạ thì cũng chỉ là vị sách đó lợi kiêu hùng mà thôi, làm sao có khả năng tự tại trong ba cõi như một Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Hai con người khác nhau hoàn toàn. Một con người còn ở trong mơ đắm luân hồi, và một hữu tình đã giác ngộ siêu việt, cho nên khả năng và thần lực hoàn toàn khác. Trở lại tự thân chúng ta cũng nên nhận ra mình như vậy. Chúng ta có những điều rất là tầm thường, thô trược, nhưng chúng ta cũng có khả năng siêu việt ở trong người. Làm sao biến một người phàm thành thánh, biến tầm thường thành siêu việt? Khả năng đó chính là khả năng ở trong giáo pháp Như Lai. Hôm nay ta chỉ bày Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh hiện bị các phiền não che đậy. Như cô gái nghèo kia, trong nhà sẵn có kho vàng nhưng không thấy được, hôm nay Đức Như Lai chỉ bày kho báu tánh giác cho chúng sanh, đấy chính là Phật tánh. Và chúng sanh thấy được tánh, lòng rất vui mừng quy ngưỡng Đức Như Lai. Rõ ràng chúng ta chiêm nghiệm câu kinh này, lời dạy này, chúng ta thấy rõ chúng ta sử dụng như thế nào ở trong đời sống tu học của chúng ta. Đức Thế Tôn ra đời khai thị tất cả giáo pháp để thấy rõ Phật tánh. Thế thì chúng ta là một phàm phu lầm lỗi trong nhiều kiếp luân hồi, nếu không nhanh chóng giác ngộ, chúng ta chỉ làm cho thế gian này tăng thêm một nấm mồ. Cuối cùng chúng ta đều đi như vậy. Có người cãi rằng con không đỡ lại nấm mồ, con đỡ lại cái hũ cốt thôi. Hãy hiểu cái nghĩa của nó. Hũ cốt nấm mồ gì cũng chán chỗ cho cuộc đời này mà thôi. Rồi chúng ta lại đầu thai một kiếp khác. Và nếu như Bồ Đề Phật Quốc này có khả năng tồn tại 1.000 năm, thì Bồ Đề Quốc này có thêm 10 hữu cốt, 100 năm sống một kiếp. Cứ giải đầu thai, đầu thai 10 lần, bỏ vô đây 10 hữu cốt. 10 hữu cốt không có giá trị giải thoát gì. Thành ra hãy làm sao để chúng ta nhanh chóng chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là tiếng gọi khốc liệt mà chúng ta hãy nhanh chóng thành tựu.
Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Như Lai khai thị, và trong giáo pháp của Như Lai khai thị con đường mà từ phàm thành thánh nhất định phải kinh qua giáo pháp của Như Lai. Chúng ta không có giữ thân tâm mình được ở trong đại pháp vũ này thì cơ hội nào để chúng ta giác ngộ? Chúng ta đi tìm tất cả sự sống theo ý thích của mình, chúng ta sẽ thành tựu ý thích và thành tựu sự sống ngoại cảnh. Ngoại cảnh bản thể của nó là vật vô thường, tứ đại ngũ uẩn của chúng ta cũng là vật vô thường. Và cuối cùng chúng ta mang theo được cái gì nếu như không thấy được sự tĩnh lặng thanh tịnh? Sở thích của chúng ta nó hình thành trên tự ngã. Tự ngã của chúng ta hình thành theo tập khí của phàm phu. Và cái tập khí ấy ban đầu nó không có, nhưng chúng ta tập tành tái diễn nhiều lần thành thói quen. Mà thói quen ban đầu như tơ nhện, nhưng lặp lại nhiều lần nó thành xiềng xích. Xiềng xích không dỡ phá vỡ chút nào. Bởi vậy cho nên phải tắm mình trong giáo pháp của Như Lai sôi sáng thường ngày, để dẫn thân ngữ ý của mình được sôi sáng trong chánh pháp. Như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát nhanh chóng. Mà chúng ta nghe trong pháp Nhạc Âm, Phật pháp như gì? Như lửa thiêng đốt sạch hết oan khiêng. Phật pháp như nước mát gọi sạch, rửa sạch hết tất cả ưu phiền. Bản chất của Phật pháp là như vậy. Thế Tôn nói người khách chèo, người khách khéo biết phương tiện dụ cho là Như Lai. Tức là dụ là thí dụ, thí dụ chính đó chính là Như Lai. Cô gái nghèo dụ cho vô lượng chúng sanh, kho vàng rầm dụ cho Phật tánh. Chúng ta hình dung được câu này không? Ngày xưa Đức Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến ở tại Việt Nam, Ngài không thể nào đi vào ở trong cương giới của các quốc độ. Bởi vậy cho nên Ngài sinh hoạt tại cửa sót bên dòng sông Chính Đại. Đó là một cái đảo cồn nhỏ nhỏ, không thuộc Chép Ba, cũng không thuộc Đại Việt. Có hai người Phật tử đầu tiên quy y Ngài, ấy chính là Tiên Dung và Chữ Đồng Tử. Và chúng ta thấy Ngài dạy cho Tiên Dung, Chữ Đồng Tử những gì? Họ là người Phật tử đầu tiên của Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy cái Phật pháp hồi đó chư tổ dạy khác bây giờ, nhưng vẫn có khả năng giúp cho người ấy giác ngộ. Bởi vì căn tánh con người đương thời là như vậy. Cũng thế, ngày hôm nay căn tánh khác với thời đại của Phật, cho nên Phật pháp phải được sử dụng thích hợp cho ngày hôm nay. Xưa Đức Thế Tôn dạy Phật pháp cho người đương thời, người đương thời có trí tuệ khác, có nghiệp lực khác, có nhận thức khác, và Đức Phật phải dạy theo cách của họ. Ở đây chúng ta khác, bởi vậy cho nên chúng ta phải được dạy dỗ khác, nhận thức khác. Này thiện nam tử, ví như cô gái sanh một trai, trẻ này mắc bệnh, cô gái buồn rầu tìm y sĩ đến xem bệnh, dùng ba món bơ sữa đường phèn hiệp lại bảo cho đứa trẻ uống. Sở dĩ dặn cô gái, y sĩ dặn cô gái, đứa trẻ sau khi uống thuốc chớ cho bú sữa, phải chờ thuốc tiêu hóa rồi mới được cho bú. Vì sao thưa quý vị? Bởi vì sữa mà kết hợp với gì? Với cái thuốc bơ sữa và đường phèn thì nó sẽ thành độc dược. Bởi vậy cho nên phải đợi cho bơ sữa đường phèn kia tiêu rồi mới được dùng sữa mẹ. Cô gái liền chẳng biết làm sao ha. Cô gái liền lấy chất đánh thoa lên vú rồi bảo đứa trẻ:
vú của mẹ đã thoa thuốc độc còn chưa chạm đến. À, đây là cái cách của người mẹ Việt Nam mà cai sữa con, à, làm cho nó đánh quá, nó không có dám đụng tới nữa. Đứa trẻ đối khát muốn bú, nhưng nghe mùi đánh trên vú bèn chẳng dám gần. Thời gian sau thuốc uống đã tiêu hóa, người mẹ lấy nước rửa sạch vú mình gọi con đến bú. Lúc đó đứa trẻ mặc dầu đối khát nhưng nhớ mùi đắng nên chẳng dám đến bú. Người mẹ bảo vì con uống thuốc nên mẹ lấy chất đắng thoa lên vú. Thuốc con uống đã tiêu hóa, vú của mẹ cũng đã được rửa sạch. Giờ đây con có thể đến bú không hại gì. Đứa trẻ nghe mẹ bảo lần lần đến bú. Người mẹ này thiện nam tử Đức Như Lai cũng vậy. Vì độ tất cả chúng sinh nên dạy pháp vô ngã, nhờ tu pháp đó dứt hẳn tâm chấp ngã, được nhập niết bàn. Vì trừ những vọng tưởng trong đời nên thị hiện pháp xuất thế gian, lại chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư vọng chẳng phải chân thật, nên dạy tu ba pháp vô ngã để được thân thanh tịnh. Nguyên một đoạn kinh dài đã được trùng tu, được trùng tuyên, các vị nhận ra được nghĩa lý của nó chưa? Đoạn này không đến nỗi khó khăn mà chúng ta không biết được. Như là một người mẹ không muốn hại con của mình mà phải phương tiện để không cho con mình tiếp cận với sữa mẹ. Khi chữa lành rồi thì có thể cho con mình uống sữa một cách tự nhiên, có phải vậy không? Ở đây cũng như vậy, vì tâm tánh của chúng ta quen thói chấp ngã. Có những vị đạo sư mà đáng để chúng ta học hỏi. Thầy có quen một cô Phật tử, cô quyết lòng xuất gia học đạo, đến ở đạo tràng sư bà Hải Triều Âm. Cô có thưa với thầy là ở chỗ đây tất cả những người mới vào tu phải mặc lại đồ của người trước. Cái đồ người trước mặc cũng cũ rồi, hôi hám rồi, đưa lại. Phải mặc như vậy. Và trong đó có 8 vị sư ni già lớn tuổi cần người chăm sóc. Thì những người mới vào phải chia ra là mỗi tuần giặt giũ, ăn uống, tắm rửa cho 8 vị sư ni này. À, cô nghe như thế, cô thấy ngao ngán trong con đường tu của mình. Thấy vậy không ạ? Cô mới nói nếu như người nào mà họ có mồ hôi, họ thiệt là hôi, họ đưa cái bộ đồ cho mình và có thể mình mặc không vừa vặn, trời ơi mình mặc nổi không? Các vị mặc nổi không? Tại sao như vậy hả? Tại sao như vậy? Rồi tại sao đi chăm sóc như vậy? Các vị có muốn ở đạo tràng đấy không? Mấy cô muốn thầy gửi gì? Hả? Nói thì được, nói thì ngon hơn lắm. À, làm được không? Hả? Làm được không? Và lúc đó thầy mới thưa rằng nếu như sư bà mà còn sống chắc lẽ thầy tìm tới thầy vái lại. Quá ư là siêu việt, quá ư hay. Rõ ràng những người thực chứng có khác. Thầy nói rằng cái bệnh xê xua, cái bệnh xí soạn, cái bệnh làm đẹp của phụ nữ là cái bệnh trầm kha khó chữa. Có đúng vậy không ạ? Và chính vì cái bệnh đó nó làm cho mình khó tu. Tâm mình không có để ý tới chuyện tu nhiều hơn. Mà một lòng đã đi tu rồi thì phải trừ cái bệnh đó trước.
Khi trừ cái bệnh đó, tự nhiên tâm tánh của mình nó khác lắm. Con người mình nó thoải mái lắm. Nó không có còn chăm chút cái tự ngã này, cái ngã này nữa. Do vậy cho nên mình buông bỏ xuống bao nhiêu đó thôi là mình hạnh phúc tràn trề rồi. Vị Phật tử này ở nhà được con cháu hiếu thảo, tài sản cũng dư dật thoải mái, muốn cái gì có cái đó. Bây giờ phải làm cái chuyện này, tu nổi không? Bao nhiêu đó mà vượt ra không được, đem nghĩ tới thánh hạnh mà xem. Tôn giả Ca Diếp đi lấy quần áo ở ngoài nghĩa địa, thậm chí vải liệm xác chết, rồi giặt giũ nhiều lần, rồi làm cho nó sạch đi, khâu lại thành cái chiếc áo che thân. Cái thân này tồn tại là để giúp cho sự chứng đắc, chứ không phải thân này tồn tại để mà hưởng thụ sự tồn tại. Hai ý nghĩa này khác nhau. Khi chưa thấy điều này sẽ chưa bao giờ biết học đạo lại là quý như thế nào, và sẽ chưa bao giờ cầu đạo thật sự. Không cầu đạo thật sự thì còn lâu mới nói tới chuyện giải thoát. Có đúng không ạ thưa quý vị? Rồi bây giờ nữa, ai chăm sóc thuốc thang cái đau ốm tật nguyền, công đức nhiều vô lượng bền cúng dường Như Lai. Thầy nói cô chăm 8 người già, cô chăm 8 Như Lai. Và cái nhân của cô như vậy thì đời đời kiếp kiếp, khi mà cô già yếu, tự nhiên có người tới muốn chăm sóc cho cô. Nhân như vậy đó thì quả nó như vậy, chứ làm sao có chuyện khác được. Mình không chăm người già yếu, tới lượt mình già yếu ai chăm mình? Mình không có tôn trọng người già yếu, tới khi mình già yếu rồi, cái bệnh già của mình ai sẽ tôn trọng mình? Mình không có nhân làm sao có quả, phải không ạ? Mình nói ra không phải, thầy nói ra không phải rằng là thầy chỉ trích hay là khiển trách ai, mà chúng ta nói ra như một sự trùng tuyên thánh giáo, để cho chúng ta cùng nhau lãnh hội và tỏ ngộ cuộc sống của mình. Không có thầy nhắc nhở lại, chúng ta sẽ bị quên đi trong cuộc sống. Giáo pháp nó sẽ bị chìm xuống, lỗ tai chúng ta sẽ nghe những chuyện của cuộc sống mà không nghe giáo pháp. Cho nên bây giờ chúng ta bừng tỉnh, chúng ta thấy rằng mình cần làm cái gì, cần ngộ như thế nào. Một cái việc nhỏ như vậy mình làm không nổi mà đòi cầu đạo vô thượng bồ đề. Ở đây thầy không phải nói là tự khen mình, đừng bao giờ nghĩ rằng thầy khen. Khen là vì tham, lợi dưỡng, cung kính. Còn ở đây các vị kính thầy hay là không khen có chơi cũng như nhau thôi. Nhưng miêu tả để chúng ta hiểu những gì thưa với đại chúng và tán thán được thì thầy cũng làm được ít nhiều. Ngày xưa có vị thầy có cái bộ y đem liệm vô trong sọt rác, bởi vì nó cũ kỹ quá. Thầy nhìn thấy cái mảnh vàng vàng gì đang trộn vô ở trong rác, và nghĩ cái màu vàng là cái màu tôn kính của chiếc áo cà sa, sao lại bỏ trong chỗ này. Cho nên lại môi ra thử xem thì thấy quả thật là một bộ y cũ cuốn bỏ vào trong đó. Và lúc đó thầy đem ra ngâm xà phòng, giặt rửa nhiều lần, trời ơi nó đẹp vô cùng. Một điều sung sướng nhất là ở Việt Nam mùa hạ trời nóng, mà bộ y này nó cũ tới mức mà nó đổ lông tới mức lông nó rụng hết rồi, còn nó mát dễ sợ luôn. Rồi mình mặc mình ngồi thấy nó thoải mái, nó mát, và không bao giờ mình sợ nó nhăn nhó, bởi vì nó hết chỗ nhăn rồi. Cho nên mình mặc mình ngồi mình nằm mình sao tự nhiên con người mình cũng không có gì hết, rất là tự tại thoải mái. Rồi mình cũng không có thọ cái ơn cúng dường của ai hết, tại vì nó ở bãi rác mà. Chứ người ta làm ăn khó nhọc, người ta cúng một chiếc y
mình mặc cũng phải cẩn thận chứ không là bị đọa chứ không dở. Bây giờ ở thùng rác cho nên nó là khỏe quá. Như vậy phước của mình không có dùng nhiều. Nếu mình cứ làm ra chút nào thì phước mình còn nguyên đó. Tức là làm ra không còn chi gì hết cho nên nó cứ lời mãi. Rồi sau đó vậy mà cũng có người là xin thầy bổ y đó. Nó cái bổ y hay quá. Tại vì nó cực kỳ nhăn nhó và cũ kỹ giữa tất cả sự lộng lẫy. Cho nên nó trở thành nối trội. Thế là xin thầy. Thầy nói không, y này là y Tố Ca Diếp truyền lại. Làm sao các vị có được? Không có sự các vị có được. Cho nên các vị có lại tôi cũng không có đưa, không có đâu. Mà các vị là dùng cái bộ y tế ở Sài Gòn 10 năm, đi về ở Bình Định á, gần 5 năm nữa. Và tới cái lúc á là tự động nó rớt ra hết rồi. Tự động của nó rách mà dò chút xíu nó cũng tưa ra, nó tự nó mục sao đó không biết. Ở tự động nó rã ra. Tự nhiên ngồi tiếc dở sợ. Mới đầu là ban đầu nó mục sơ cũng vá, mà cứ ngày nào cũng vá hết. Cứ mỗi lần giặt là vá mãi như thế này thì làm sao? À, thôi chấp nhận á là cuốn lại cũng đỡ thở thời gian. Nó quý vô cùng, nhắc nhở vô cùng. Tâm không có thọ dụng của chúng sinh, cho nên phước đức nó dồi dào lên. Thành ra thưa vị, chúng ta làm được như vậy là làm được. Còn nhiều trường hợp nữa. Ở trong chúng, cái tâm ăn trộm nó có chứ không phải không có. Xuất gia chưa lãnh hội được hết cái hậu quả của nó, còn trễ buông lung do làm biến cho nên cũng ăn trộm. Mình mới có xin tiền mẹ cho được hai cái áo cho mùa nắng ra mồ hôi mà nó không có bị thấm ướt. Tại vì nó thấm vô cái áo phía trong thì nó bớt mồ hôi, nó không có bị xâm kim cái áo bên ngoài. Thành ra do vậy mà mình giữ được lâu. Thì mới có đem về giặt giũ cho nó trôi cái nước ở ngoài chợ đó. Cái nước kêu nước hồ ở ngoài chợ. Ai ngờ có người lấy mất. Mới có đi xuống cành diêu diêu đi lên lấy. Tại vì không có phải là sấy nghe, ở Việt Nam mà phơi lấy mất. Sau này đối phó bằng cách nào? Hả? Thầy mới chặt cái cây chuối. Thầy lấy cái áo thầy múi vô hết cái cây chuối. Nó lam lố lố, nó dí dốm, nó xấu vô cùng. Nhìn nó dơ. Đấy, cái màu trắng mà nó dính cái mũ chuối á, nó dơ lắm. Các bạn biết là không ai lấy hết. Trời ơi, nó sung sướng vô cùng. Mình khỏi cần phải giữ. Thầy mình mặc ở trong. Tại cái trang mà cái ý ở ngoài người ta vẫn thấy sạch sẽ như thường đó. Như vậy thì chúng ta tìm cách chúng ta đối phó ở trong chúng mà mình không sinh phiền não, mình không sinh mệt mỏi. Đối chi đối chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở nó không có làm phiền mình. Ăn cái gì cũng được, ngủ chỗ nào cũng được, mặc cái gì cũng được. Bởi vì mục đích và lý tưởng của mình là cầu đạo giải thoát. Còn nếu như tôi vì mục đích mà cầu ăn mặc ở, tôi lập tức bỏ chiếc y này xuống, tôi thừa sức đi kiếm ăn, thừa sức làm tỷ phú, thì hà thiết gì phải ngồi xuống đây đâu mà ngửa tay xin tiền, xin đồng tiền lễ của thiên hạ. Nếu như không vì cái mục đích cao thượng là phước điền cho tương chúng, thì không lý trở thành một người khất cái bang. Mình phải khất sĩ chứ. Khất sĩ nó khác với khất cái. Khất cái là cái bang. Còn mình là khất sĩ, nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ cho nên những chân lý mà Đức Thế Tôn dạy, biết gì? Khéo dùng phương tiện. Sư bà dùng phương tiện dạy dỗ chúng. Ở đây Thầy biết nhiều phép tắc của các sư bà. Và ở đây Thầy chưa ứng dụng cho các sư bà ở đây. Tại vì sao? Hả? Tại vì ở đây là các sư bà. Thầy nói đùa cho vui, các vị đừng tự ái. Thầy chưa dùng cái gì hết.
Thực sự mà nói cái biết phạm hạnh trong đầu của thầy, thầy chưa dùng cái gì hết. Chỉ có thầy đang đỡ cho mọi người thực sự thoải mái cái đã. Thực sự an trú một chút cái đã. Đang từ từ đó. Vậy mà coi như là cũng la làng lên. Cũng nói tu sao mà khổ quá, mà khắc khe quá. Những phép tắc học ở trong chùa thầy học nhiều lắm. Học từ phạm hạnh, học từ cách ứng xử. Các vị thật là khéo. Chỗ sư bà Hải Trụ Âm còn một chiêu nữa là đi lấy củi. Không phải họ hết củi trong chùa. Không phải rằng là họ đi làm như vậy để cho nó có lợi gì hết. Mà họ đang tác thành đạo nghiệp của con người. Nhàn cư vi bất thiện. Phải có một cái việc làm cái gì đó để nó thay đổi cái tâm ý. Ngoài công phu tụng niệm, đi ra thấy ra vườn thấy cổng có, khom xuống sợ gãy lưng. Thì làm sao đây? Thấy cọng rác cũng không lấy, thấy cọng cỏ cũng không lấy. Bây giờ là chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Và tất cả đều chuyện của người khác. Thì còn lại là chuyện của thầy Vườn Châu. Không ai vô được hết. Có phải vậy không hả? Chúng ta giờ chưa biết tu hành, chưa biết tu hành. Thành ra khéo lắm. Nhưng giờ làm sao hả? Căn tánh ở đây như vậy đó. Trước khi thọ giới, học thuộc bốn nguyên lục tiểu, học thuộc nhảo mới được thọ. Bởi vì học thuộc là nền tảng để tác thành phạm hạnh của mình. Mình không thuộc cơ sở đâu mà mình tác thành. Mình nhớ trong đầu mình toàn là cách thức của phàm phu, không phải cách thức mà Phật tổ chỉ dạy. Cho nên thuộc là yếu tố đầu tiên. Nhưng mà chúng ta có thuộc không? Nghiệp chướng. Tất cả là nghiệp chướng. Thầy hôm nay cũng có nghiệp chướng. Đó là sớm một con muỗi nó cắn 30 cái rồi. Có một con muỗi đang cắn 30 cái rồi. Nó cắn một cái là nhớ. Nó cắn 30 cái rồi. Giờ ông Lý đập cho nó chết. Nên mình đang thọ trì bất sát, cái sớm mới đập cho nó chết. Đang giảng kinh nó cũng tha, nó cứ cắn thôi. Cho nên chúng ta thấy, cho nên mà tại sao mình muốn đập cho nó chết rồi, chứ mà vô biểu sắc bất sát nó hình thành trong tâm. Thành ra do vậy mình không có đập cho nó chết đó. Và chắc chắn nó phải chết. Tuổi thọ nó có 7 ngày, nó phải chết không lo gì hết. Tự nó chết nên là mình không sao. Chứ mà mình đập nó chết là mình có chuyện. Phải vậy không hả? Nhưng mà mình đuổi nó, không biết nó có giận không đó. Đuổi nó có giận không biết. Sau này nó ngang ngạnh, nó điên đảo, tới lúc mình ăn nó cũng đuối. Không biết có chuyện đó hay không. Cho nên nhân quả nó tương ứng từng chuyện mật thiết chút chút như vậy đó. Thì thưa quý vị, những điều này ai nhắc chúng ta, ai chỉ chúng ta, ai dạy chúng ta. Đi học đạo không phải đọc những cái câu kinh nghe thật là êm tai, không phải thưởng thức một cái cách trình bày thật là dễ chịu. Mà chúng ta học cách tác ý. Tác ý làm sao để giữ tâm mình luôn ở trong đạo. Nếu mình chưa có tự thân tác ý một cách đúng đắn thì nhất định mình phải có chỗ y cứ giả nương tựa. Cũng như Phật nói đó, tất thành đạo mà Ngài nói rằng sống ở đời mà không có nơi y cứ và nương tựa thì thật khó khăn vậy. Khi nào đó tự mình biết chăm sóc cái tâm của mình thì mình sao cũng được. Nhưng khi mình chưa tự tin rằng mình đủ sức chăm sóc tâm của mình thì mình phải nương tựa. Nếu như mình tự mình chữa lành bệnh của mình được thì không cần. Nhưng không chữa lành được thì làm ơn hãy tới bệnh viện. Phải vậy không? Còn mình bướng bỉnh là mình sẽ bị chết ở trong cái bệnh đó. Phàm chúng ta có rất nhiều bệnh luân hồi. Chúng ta chưa biết cách chữa lành thì chúng ta phải nương tựa những vị đạo sư có kinh nghiệm, gần gũi những vị bác sĩ để họ hướng dẫn cho mình. Những điều này là điều tự nhiên mà thôi. Do vậy cho nên Thế Tôn nói, này thiện nam tử, ví như cô gái sanh một người trai trẻ này mắc bệnh, cô gái buồn rầu tìm y sĩ đến xem bệnh, dùng
xin lỗi, chỗ này xong là phải không? Và tiếp theo ở đây chúng ta thấy, này thiện nam tử, Đức Như Lai cũng vậy, vì độ tất cả chúng sanh nên dạy pháp vô ngã, nhờ tu pháp đó mà dứt hẳn chấp ngã, được niết bàn. Niết bàn là đặc tính của Như Lai Tạng. Vì trừ những vọng kiến trong đời nên thị hiện pháp xuất thế gian, lại chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư vọng chẳng phải chân thật, nên dạy tu pháp vô ngã để được thân thanh tịnh. Như cô gái chữa lành bệnh cho con, đi lấy chất đánh thoa linh phú cũng vậy, Đức Như Lai vì dạy tu pháp không nên nói pháp đều là không có ngã, là để trừ cái tâm chấp ngã của chúng ta. Nhưng khi trừ tâm chấp ngã xong rồi thì tự tánh của nó là một tự ngã Như Lai Tạng, một tự ngã Phật tánh luôn sáng ngời. Như cô gái kia cũng vậy, khi rửa vú rồi kêu con đến bú cũng vậy, Đức Phật hôm nay nói Như Lai Tạng. Vì thế nên các tỳ kheo chớ có sanh lầm, chớ có sanh lầm kinh sợ. Như đứa trẻ kia nghe mẹ kêu lần lần đến bú cũng vậy, các tỳ kheo nên tự phân biệt Như Lai Tạng, chẳng được chẳng có. Khi mình đã trừ bỏ tâm chấp ngã thì mình mạnh dạn tiếp xúc với tất cả mọi hiện hữu tồn tại, để chúng ta biết đâu là những điều siêu việt và đâu là những hiện tượng duyên khởi. Nhìn ra chân lý này thì lúc luôn chúng ta tự tại. Còn chưa có liễu ngộ được, chưa biết được thì chúng ta phải tiếp tục gần gũi với chánh pháp, thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp như lý tác ý và pháp tùy pháp hành. Như vậy chúng ta mới có cơ may liễu ngộ. Còn rời khỏi con đường này, chúng ta sẽ mất tất cả mọi cơ hội, và tất nhiên chúng ta sẽ tiếp tục tôi lên trong luân hồi. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng lại ngay đây. Nguyện đem công đức này hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.